Ngọc Quỳnh và Việt Hoàng xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi bản tin trong ngày của đài CBN trên băng tần 18.14 cùng với những nội dung chính như sau. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tới thăm Iran. Quân đội Úc sẽ ở lại Iraq. Tổng thống Trump trình bày vụ Iran bắn hỏa tiễn vào hai căn cứ của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq. Tàu hải cảnh Trung Cộng lại xâm nhập vùng biển Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần tin thế giới cho biết Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tới thăm Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ là ông Mevlut Cavusoglu đã có mặt tại Baghdad vào hôm thứ Năm, 9 tháng 1 theo giờ địa phương trong chuyến thăm chính thức nhằm xoa dịu căng thẳng trong khu vực sau vụ ám sát vào tuần trước của đại tướng hàng đầu Iran. Cavusoglu đã gặp Thủ tướng Iraq Adil Abdul Mehdi. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao cho biết chuyến đi diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao tăng cường của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm bớt căng thẳng leo thang sau những biến động gần đây trong khu vực. Những phát triển gần đây trong khu vực này cũng như là các vấn đề song phương dự kiến sẽ được thảo luận trong chuyến thăm. Cavusoglu cũng dự kiến sẽ gặp Tổng thống Bahram Salih, Bộ trưởng Ngoại giao Muhammad Ali al-Kekin và Chủ tịch Quốc hội Muhammad al-Habsi. Quân đội Úc sẽ ở lại Iraq. Quân đội và nhân viên Úc sẽ ở lại Iraq để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Thủ tướng Scott Morrison cho biết hôm thứ Năm vừa qua khi căng thẳng diễn ra sau một cuộc tấn công của Iran vào lực lượng Hoa Kỳ tại đó. Phát biểu với các phóng viên, Morrison nói thêm rằng một tàu hải quân Úc sẽ đi theo kế hoạch tới eo biển Hormuz trong tuần này để giúp bảo vệ việc vận chuyển trong khu vực. Iran vào đầu ngày thứ Tư 8 tháng 1 đã bắn hơn 10 hỏa tiễn đạn đạo từ lãnh thổ của mình, nhắm vào ít nhất hai căn cứ quân sự của Iraq đang tiếp đón các nhân viên liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, quân đội Hoa Kỳ cho biết. Không có báo cáo thương vong về người, song quan hệ Hoa Kỳ-Iran đã tiến triển xấu đi. Vụ bắn hỏa tiễn đạn đạo được cho là để trả đũa việc không quân Mỹ bắn chết tướng quân đội của Iran vào tuần trước. Bản tin đầu tiên của phần tin Hoa Kỳ đưa tin Tổng thống Trump trình bày vụ Iran bắn hỏa tiễn vào hai căn cứ của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq. Hôm thứ Tư ngày 8 tháng Giêng, Tổng thống Trump đọc bài diễn văn từ Tòa Bạch Ốc, bao quanh là các phụ tá cao cấp, gồm có Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Tham mưu trưởng Liên quân tướng Mark Milley. Tổng thống Trump đã nói, Iran có vẻ đã giảm mức độ ứng chiến và đây là điều tốt cho mọi phía liên hệ và là điều rất tốt cho thế giới. Tổng thống Trump nói tiếp, không một người Mỹ hay Iraq nào bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran. Do đó, các biện pháp đề phòng phân tán lực lượng và hệ thống báo động sớm hoạt động rất hiệu quả. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng nói rằng sẽ yêu cầu NATO can dự nhiều hơn vào tiến trình Trung Đông. Tổng thống Trump cũng mạnh mẽ đã kích thỏa thuận nguyên tử mà các cường quốc thế giới đã ký kết với Iran vào năm 2015, trong khi Hoa Kỳ đã rút ra vào năm 2018. Kính thưa quý vị, tàu hải cảnh Trung Cộng lại xâm nhập vùng biển Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 9 tháng 1 lên tiếng xác nhận thông tin tàu hải cảnh 35111 của Trung Cộng đã vào Viễn Đông Việt Nam và hiện Việt Nam đang theo dõi sát tình hình. Trước đó vài ngày, trên mạng xã hội đã loan truyền thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc Hay Trình 35111 đang tiến gần về khu vực bãi tư chính của Việt Nam. Hôm 8 tháng 1, chuyên gia hàng hải Ryan Martinson đã đăng trên Twitter hình ảnh đường đi của tàu hải cảnh Trung Quốc gần bãi tư chính. Bà Lê Thị Thu Hằng nói với báo giới tại cuộc họp báo ở Hà Nội rằng các lực lượng chức năng của Việt Nam bám sát Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982 và mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam cần tuân thủ quy định. Trước đó, tàu hải cảnh 35111 cũng đã vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia gần quần đảo Natuna, phía tây nam quần đảo Trường Sa. Vụ việc đã khiến Indonesia phản đối và điều thêm tàu chiến máy bay cùng dân quân biển ra đối phó